loại đâu dành số 1. Còn cậu là dành dành hoang. Không, tớ không phải dành dành hoang. Tớ có màu đỏ nên mọi người rất yêu thích. Còn cậu xanh lè, ai mà ham chứ. Không phải, tớ cũng rất bổ dưỡng. Còn có thể trị được bệnh nữa. Tớ không tin đâu, cậu lấy gì làm bằng chứng? Được rồi, vậy cậu ở đó chờ. Mình đi hỏi rất tôi khỏe về trả lời cho cậu xem ai tốt hơn ai. Xin được chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Đốc Tơ Khỏe. Xin lỗi quý vị, tại vì mấy hôm nay á trời lạnh quá cho nên đình làng chị ho mà còn có đờm nữa, cho nên định kiếm Đốc Tơ Khỏe nhờ nhà thông thái này chỉ cho đình toàn một bài thuốc nào đó để có thể trị bệnh của mình. Ai tìm tôi đó, tính mượn đôi ba tim chạy thử phải không? Xin chào MC, chào khán giả thân mến. Đốc Tơ Khỏe có bài thuốc dân gian nào để trị bệnh ho có đờm không? Bữa giờ hả, đình toàn bị ho quá trời luôn. MC muốn biết bài thuốc chữa ho có đờm có ngay. Lại đây với ta nào con. Con kính chào Đốc Tơ Khỏe. Chào anh Đình Toàn. Rau dền cơm, con có tác dụng gì? Nói cho MC và khán giả biết đi. Mọi người hay lấy phần ngọn lá non làm rau nấu canh, ngoài ra còn làm thuốc nữa đây. Dạ, hôm rồi có chị hàng xóm ra vườn kiếm em á, chị bảo đem về giã nát khoảng 50 đến 100 gram vắt lấy nước để chữa ho có đờm đó anh. Ôi hay quá vậy, bây giờ anh Toàn sẽ trở về nhà và làm liền. MC đừng nôn nóng, mà nãy giờ Đốc Tơ Khỏe chưa thấy MC ho tiếng nào nha. Cây rau dền cơm còn có nhiều tác dụng tốt khác nữa. MC có muốn nghe Đốc Tơ Khỏe chia sẻ thêm không? Muốn nghe, tại vì Đình Toàn tưởng á là rau dền cơm chỉ có một công dụng thôi, vậy Đốc Tơ Khỏe chia sẻ đi. Cây rau dền cơm còn có thể hỗ trợ điều trị gai cột sống và thoái hóa cột sống nè, trị mụn nhọt chưa bể nữa nè, trị chứng kiết lỵ nè, trị... Đốc Tơ Khỏe nói gì với anh Toàn vậy? Nói con nghe với, nói xấu con không có chịu đâu nha. Nè, không phải là nói xấu mà là một câu tế nhị. Rau dền cơm có muốn nghe không? Dạ nghe. Đốc Tơ Khỏe vừa nói với anh là rau dền cơm còn có thể hỗ trợ điều trị kinh nguyệt không đều ở chị em phụ nữ. Thông tin này, Đốc Tơ Khỏe nghĩ là rất nhiều chị em nuôi con nhỏ thích nè. Đó là món cháo rau dền nấu với tôm rất là bổ dưỡng cho trẻ nhỏ đó. Vì trong rau dền cơm có rất nhiều chất khoáng, canxi và vitamin A, C. Các chất này còn giúp trẻ tăng trưởng khỏe mạnh và phát triển chiều cao đó nha. Thôi được rồi, bây giờ Đình Toàn phải lập tức trở về nhà nấu cháo, rau dền cơm với tôm cho mọi người trong nhà ăn mới được. Mấy bữa nay các thành viên trong gia đình của Toàn cũng ít ăn rau lắm. Nè, hai người không được giữ Đình Toàn lại nha, Đình Toàn phải về liền đây. Tạm biệt quý vị khán giả. May quá, Đốc Tơ Khỏe cũng phải về đi dự tiệc cưới nữa mà. Con cũng phải về nấu cơm cho mẹ Đốc Tơ Khỏe nữa. Vậy chúng ta chào khán giả thôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.